Xin chào tất cả mọi người. Mọi người bây giờ là buổi tối rồi, nhà mình còn chưa cơm nước gì hết mọi người ơi. 6 giờ hơn rồi. Hôm nay là cuối tuần cho nên là ở nhà cả ngày, không ra ngoài, không đi chơi, không đi đâu hết, nói chung là nghỉ. Tại vì hôm qua là nhà mình đi đám cưới về muộn đó mọi người, cho nên là rất là mệt. Hôm nay chồng mình bảo hôm nay nghỉ một hôm chứ không đi đâu chơi nữa. Thì như là mọi người đã biết tin ở bên Hàn ấy, là đang có một cái vụ gọi là chấn động cả Hàn Quốc cũng như là bên nước ngoài, đến sang đến tận nước ngoài luôn mọi người. Ở bên Hàn thì đang gặp kiểu một vụ, nói là tai nạn thì cũng không phải, mà nói là lý do gì thì nghe nhiều người còn không tin đúng không ạ. Thì ở bên tối hôm qua nhà mình về, trong này ngủ sớm quá, mình trước 10 giờ là mình đã ngủ cho nên mình không hề biết một tí gì nhá, tại vì mệt mà. Thế là sáng nay ngủ dậy phát mở điện thoại ra xem thời sự, trời ơi, toàn hay là tin thông báo người mất, mới tại vì mình dậy muộn ấy. Thế là mới lên mạng tìm rồi mà không biết lý do tại sao mà tự nhiên có cái kiểu như tai nạn như thế này. Thế là mới biết là ở cái trên Seoul này có một con đường này rất là nổi tiếng. Ngày xưa bạn nào mà đã xem cái bộ phim Itaewon Class thì sẽ biết cái bộ phim đấy, tiếng Việt thì mình không rõ. Thế nhưng mà cái con phố này ấy, thì nó nổi tiếng là dành cho những cái giới gọi là dân chơi, rất là nhiều những cái quán bar này, rồi nhiều khi là người nổi tiếng người ta đầu tư nhà hàng này, rồi các thứ vào đấy rất là nhiều. Cho nên là những bạn trẻ bên Hàn Quốc ấy, mỗi lần đến dịp Halloween ấy là hay đến đấy chơi rất là nhiều. Thì lý do mà gặp tai nạn như vậy ấy, một cái lý do gọi là nghe thì cũng hơi là buồn cười, đông quá, xong kiểu là che lấn rồi chà đạp lẫn nhau. Thế là xảy ra thì vừa nãy mình xem thời sự thì tính đến bây giờ là hơn 150 người thiệt mạng rồi. Mà những cái số cái bạn thiệt mạng ấy thì hầu như là toàn từ 10 khoảng này, tầm khoảng trẻ lắm, khoảng tầm học sinh sinh viên đúng không ạ, những cái tầm đấy, độ tuổi 15, 19, 20 ấy. Trời ơi, rất là đau lòng luôn mọi người, cả Hàn Quốc cả ngày hôm nay toàn là thời sự về cái tin đấy rồi. Nói chung là mình thì là cái khu vực còn ở xa xôi thôi, cũng không có liên quan gì đến mình, nhưng mà nghe cái tin đấy rất là đau lòng mọi người. Đây là cái vụ gọi là xảy ra nhiều người thiệt mạng nhất sau cái vụ chìm tàu năm 2014, đó lần thứ hai đó. Cho nên là cả Hàn Quốc bây giờ đang rất là náo nhiệt luôn mọi người. Nhà mình thì chồng mình anh ấy xem TV này này, cả ngày toàn như thế này thôi. Thì lý do chính xác ấy thì mình cũng không rõ, thế nhưng mà nghe chồng mẹ anh nói ấy, là có nghĩa là cái con đường này nó rất là nhỏ. Con đường này nó sầm uất, nó nhỏ này, nó hội tụ những cái nhà hàng, những cái dân chơi, rồi và thỉnh thoảng lại có cả người nổi tiếng đến ấy, cho nên là nó nổi tiếng là vì như vậy ấy. Thế là lý do là cái con đường ấy nó nhỏ nhá, xong nó lại là một con dốc. Đó, theo mình biết thì là như vậy. Mọi người cứ tưởng tượng cái trò chơi gọi là domino ấy. Khi mà mình mà xếp thành hàng như này đâu, một cái là đằng trước mà đổ là đằng sau là nó sẽ đổ hết, nó cứ tưởng tượng nó y như vậy đúng không? Cho nên là quá là nhiều người, quá là bạn trẻ gọi là tụ tập vào cái con phố nhỏ đấy, nó lại là cái đường dốc. Cho nên là cái người đầu tiên ấy khi mà bị ngã là tất cả về đằng sau là nó ồ ạt, nó chèn lấn lẫn nhau. Những cái bạn nữ ấy thì những ai mà cái yếu mà không có ngoi lên được ấy là bị nghẹt thở này, bị chà đạp, rồi bị xương, rồi bị còn hỏng nội tạng các thứ, nghe rất là dã man luôn mọi người ơi. Thế là rất là đau lòng. Thế nhưng mà lý do là nó chỉ vì như vậy thôi đó, tại vì mấy lại mọi người biết không, lại còn chưa đến cái ngày Halloween nữa cơ, đúng ra của nó là ngày 31, thế nhưng mà kiểu ngày cuối tuần ấy, cho nên kiểu người ta chơi sớm mà đó. Cả ngày nay này toàn là những phụ huynh nào ấy mà có con nói mà đi chơi mà đêm mà không về là bắt đầu là xôn xao đi tìm con, gọi điện thì không liên lạc được rồi. Thế là ở bên Việt Nam chắc là mình nghĩ là đưa tin là cũng khá là nhiều. Sau cái vụ lần này ấy, thì mình nghĩ là bắt đầu từ năm sau trở đi là mong nào sao mà không còn cái dịp gọi là Halloween ấy. Thực ra cái văn hóa này ấy, nó cũng không phải là của Hàn đâu mọi người, nó đến từ những cái nước châu Âu. Chứ còn nó bên Hàn thì khoảng mấy năm gần đây thì các bạn trẻ mới gọi là cứ theo cái phong trào cái ngày xưa ấy. Làm gì mà có cái lễ hội gọi Halloween xong rồi còn gì nhỉ, hóa trang thành ma quỷ các thứ. Úi giời ơi, rất là đau lòng luôn mọi người. Bây giờ mà không phải là cái con số nhỏ nhưng mọi người phải xem TV này, cái này chắc là không có bị sợ bản quyền đâu. Đấy, rất là nhiều, không tưởng tượng là nó nhiều chứ nào, người nó chà đạp lẫn nhau. Bên này theo mình biết ấy, thì cái số người tử vong ấy thì phải đến 100 người là bạn nữ, có nghĩa là kiểu sức yếu không có ngoi lên được ấy. Còn 50 người là nam giới. Bên này trong số đấy ấy, thì hiện tại là chưa có người Việt Nam, có tầm khoảng 20 người nước ngoài. Thế nhưng mà ở Trung Quốc này,
Với lại những cái nước khác thôi, hiện tại thì Việt Nam mình chưa có, nhưng mà cũng chưa chắc cái con số đấy là con số cuối cùng nha mọi người. Bây giờ là cảnh sát này 119, bên vào đội cứu hỏa các thứ là người ta vẫn còn đang làm cái dịch vụ gọi là kiểu như là tìm kiếm, với lại kiểu như là những người mà bị thương trong nhập viện các thứ ấy. Nên là cả Hàn Quốc hôm nay rất là hỗn loạn luôn mọi người ơi. Đi đâu cũng thế, rất là buồn. Tại vì tiếc thay là những cái bạn đấy là còn trẻ chứ không phải là người già. Đó, đã dân số ít rồi nhá. Người già thì sống lâu này. Còn những cái bạn mà lấy chồng kết hôn thì lại không sinh con. Cho nên mọi người biết đấy, dân số Hàn Quốc là cái dân số gọi là ít nhất Hàn Quốc. Có nghĩa là người ta không có đẻ. Những cái phụ huynh như này rất là đau lòng luôn. Nuôi con đến đã học sinh, sinh viên đại học rồi, 19 đôi 10 rồi, vất vả như thế mà tự nhiên lại gặp một cái tai nạn như thế này. Thì nói chung là mình cũng là người làm bố làm mẹ rất là đau lòng luôn. Dù là không có phải người thân hay là bạn bè gì hết ấy. Đây này, trời ơi, nhiều đến cái mức độ mà mình không thể tả nổi đâu. Mới đầu cứ nghĩ là thấy sự người ta đưa tin người ta nói là kiểu như là đè lẫn nhau rồi mới bị tử vong ấy. Thực sự là không tin nổi đâu, không biết là nhiều đến cỡ nào mà vì như vậy. Thế là xem thời sự mới thấy là nói chung cái con đường đấy nó rất là nhỏ. Với lại có một cái thông tin nữa là người ta dồn vào một cái nơi nào đó để người ta xem cái người nổi tiếng. Nhưng mà đến giờ phút này thì người ta chưa có nói cái người nổi tiếng đấy là ai. Cho nên là kiểu các bạn trẻ là cứ muốn đến trước để xem các thứ ấy. Cho nên là dẫn ra cái tình trạng như thế này. Đó. Chồng mình bảo rồi, y như là cái trò chơi Domino đó. Đằng trước đổ một phát là đằng sau là cứ gọi là chà đạp lẫn nhau. Với lại như này này. Các bạn trẻ đấy thì kiểu như cũng hô hào là lùi về đằng sau này. Thế nhưng mà trong cái tiếng Hàn ấy, cái từ lùi về đằng sau với lại cái từ đẩy ấy thì nó lại phát âm giống nhau mọi người ơi. Cho nên là không rõ là đẩy hay là lùi về đằng sau. Đấy, hôm nay thời sự là người ta nói những sự cố gắng của mọi người ấy, thế nhưng mà lẫn không biết là đẩy về đằng sau hay là đẩy về đằng trước, cho nên là gây ra những cái hiểu lầm dẫn đến một cái gọi là thảm họa rất là đau lòng luôn mọi người ơi. Cho nên là nhà mình thì hôm nay cũng không đi đâu, ngồi ở nhà cả nhà xem thời sự này. Chồng mình thì anh biết từ lúc đêm cơ, tại vì chồng mình thì anh xem thời sự nhiều lắm, đêm anh không ngủ. Thế là anh tưởng mình biết, anh cũng không gọi mình dậy, không nói. Ui mà hơi sáng ngủ dậy, thực sự là choáng luôn mọi người. Đấy, rất là đáng thương, thế nhưng mà cũng rất là đáng trách cho cái vụ tai nạn như thế này mọi người ơi. Tại vì là biết là cũng kiểu là vui rồi ấy, thế nhưng mà vui quá. Đó, tập trung là quá đông người, bên lại cảnh sát thì lại chưa có nghĩ đến là cái thảm họa như thế này. Cho nên là thường thường ví dụ như ở bên Hàn có một cái lễ hội gì đấy ấy, thì cảnh sát thì người ta sẽ làm cái như là kiểu giao thông ấy, cho nó không có bị ùn tắc các thứ ấy. Thế nhưng mà đợt này thì lại không. Thì thấy bảo là cái con đường ở Itaewon này á thì 3 năm nhá. Đợt vừa rồi có dịch ấy thì người ta là đã không tổ chức cái hội họp gì hết rồi. Đây là năm đầu tiên sau 3 năm có dịch. Người ta bỏ khẩu trang ra, cho nên là tất cả các bạn trẻ ở những cái nơi đấy mà ta muốn hẹn hò bạn về đến chơi các thứ ấy. Thế là mới gặp cái thảm họa rất là đau lòng luôn mọi người ơi. Đây này, cả ngày hôm nay là thời sự trên tivi cứ nói này này. Người gọi là đông như kiến luôn. Đấy, mình chỉ cần xem qua thời sự là mình đã cảm thấy ngột ngạt, nó khó thở như thế nào rồi mà. Trong đây những cái bạn mà đang có mặt ở những cái nơi như thế này ấy, thì có phải là rất là nguy hiểm không? Đấy. Cả ngày hôm nay thời sự chỉ nói cái này thôi mọi người, cho nên rất là buồn. Mình cũng hy vọng là Hàn Quốc thì cũng như Việt Nam thôi, sau này ví dụ mà có cái lễ hội gì ấy thì mọi người cứ gọi là từ từ ở nhà xem, chứ đến những cái nơi như thế này rất là vất vả. Ví dụ như cái đợt khoảng 2 tuần trước có cái đợt bắn pháo hoa ở sông Hàn ấy, rồi cái đợt đấy nó cũng đông. Thực sự là mình đã tính là mình sẽ đến đấy, cả nhà đi đến ấy, xem pháo hoa, với lại kiểu như là đến quay cho mọi người xem ấy. Thế nhưng mà chồng mẹ anh ấy đã biết trước là rất là đông, tàu điện ngầm này, rồi đường xe buýt taxi các thứ, là còn chỗ đi vệ sinh là còn không có, mà cho nên là mình đã không đi là vì như vậy đấy. Đó. Thế nhưng mà không ngờ là đợt này quá là đáng tiếc luôn mọi người. Cho nên hôm nay mình cũng không có cái video như gì cả, ngồi đây chia sẻ với mọi người ấy. Này, quay vào đây. Chưa cơm cháo gì, hai đứa đang ở trong phòng học bài để chuẩn bị cho ngày mai đi học mọi người ơi. Thì thôi, hôm nay chắc là mình chia sẻ một chút cái này thôi nhé. Hy vọng là các bạn trẻ ở Việt Nam cũng như Hàn Quốc là cố gắng cẩn thận. Tránh đến những cái nơi đông người, mà đông không phải là đông vừa mà kiểu đông quá đấy. Đó. Cho nên là mình dừng video tại đây nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem, nghe cái chia sẻ của mình. Hẹn tất cả mọi người vào những cái video tiếp theo ạ.